tìm hiểu những điều bí ẩn về loài sếp khiến bạn kinh ngạc. Nhắc tới sếp, nhiều người cảm thấy lo sợ bởi nọc độc cũng như vẻ bên ngoài của chúng. Nhưng khi đọc bài viết dưới đây, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị bởi những điều bí ẩn đầy bất ngờ về loài sếp bé nhỏ nhưng đáng sợ này nhé. Những đặc điểm chung của loài sếp. Sếp thuộc nhóm động vật thân đốt, phân ngành nhiều chân, cơ thể cấu tạo gồm hai phần, đầu và thân. Đầu của sếp thường có dạng tròn hoặc dẹt mang đặc điểm chung của phân ngành, nhưng vẫn có sự khác biệt như sâu trẻ hoặc chân kép. Phần thân mang nhiều đốt, mỗi đốt mang một đôi chân. Điều đặc biệt là tưởng chừng lúc nhìn thoáng qua, chúng ta sẽ nghĩ những đốt này giống hệt nhau. Nhưng trên thực tế, sếp mang trên mình những đốt thân dài và ngắn nằm xen kẽ. Đốt đầu tiên mang hai kìm chứa nọc độc, có nhiệm vụ tiết độc, tấn công con mồi và đối thủ. Số lượng chân của loài sếp vô cùng đa dạng, có thể là 20 cho đến 300 chân. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về loài sếp. Tên tiếng Anh của sếp là Centipede, được lấy từ gốc chữ Latin, có nghĩa là loài vật có 100 chân. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Loài sếp lớn nhất thế giới được biết tới nhiều nhất là loài sếp có tên khoa học là Scolopendra giganti, với độ dài trung bình vào khoảng 26cm và có thể phát triển tới hơn 42cm. Mặc dù sếp có các mắt đơn tập trung tại phần đầu tạo thành mắt kép, nhưng chúng không thể phân biệt được hình dạng đối phương hoặc sinh vật xung quanh như các loài chân lớp cùng hệ khác. Chúng chỉ có khả năng cảm nhận được sáng và tối. Số cặp chân của sếp có điều đặc biệt là luôn tồn tại ở số lẻ, gồm 15 hoặc 17 cặp chân. Điểm yếu của loài sếp là cấu tạo của lớp vỏ thiếu hoàn thiện, không có lớp cutin dạng sáp, nên sếp rất dễ bị mất nước khi trời khô hạn và nắng nóng. Điều này giải thích tại sao chúng chỉ tập trung sống ở những vùng có khí hậu ẩm thấp. Khả năng sinh sản của sếp vô cùng kinh ngạc. Chúng thuộc loài sinh sản đơn tính, không cần bất kỳ sự giao phối trực tiếp giữa con đực và con cái. Đơn giản là những chú sếp đực thả bao tinh của mình để rồi các con sếp cái tự nhặt lấy. Ngoài ra, chu kỳ sinh sản của sếp không cố định theo mùa. So với các động vật thuộc lớp chân đốt, sếp là loài có tuổi thọ khá cao, sống được hơn 5 năm. Chúng luôn lột xác và tiến hóa qua từng độ tuổi, chứ không dừng lại, giống như các loài vật khác khi đến giai đoạn trưởng thành hết về cấu tạo và hình dáng. Chân của sếp có thể tái tạo lại như bình thường sau những va chạm hoặc tổn thương, thậm chí là bị đứt. Khi sếp bị đối phương bao vây, ví dụ như bị kìm kẹp bởi móng vuốt của một con chim nào đó, chúng sẵn sàng hy sinh đôi chân của mình bằng mọi giá tẩu thoát. Do vậy, dấu hiệu nhận biết một con sếp đang trong giai đoạn thương tích là những con có đôi chân ngắn hơn do đang trong thời kỳ tái sinh. Sếp là loài ăn thịt, thức ăn của chúng bao gồm cả sếp con, thằn lằn, tắc kè, ếch, chim, động vật gặm nhấm, côn trùng, nhện và thậm chí cả con rơi. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.